Endo hoàn tất buổi kiểm tra y tế ở Liverpool. Wataru Endo đã hoàn thành buổi kiểm tra y tế tại Liverpool. Fabrizio Romano đưa tin, tiền vệ người Nhật Bản chuẩn bị đặt bút ký vào bản hợp đồng để hoàn tất việc chuyển đến đội chủ sân Anfield từ Stuttgart. Liverpool đã chuyển hướng sang cầu thủ 30 tuổi này sau khi để vừa mất Moises Caicedo vào tay của Chelsea.